Mời cả nhà múc băng, nồi súp, bào ngư, di cá, giò điệp nhật, càng cua trị giá 2.468.000. Hello. Tới nữa rồi. Cái thố quá đẹp. Trong một thố súp này sẽ có một con bào ngư út viền đen size khoảng nửa ký một con khi mà còn vỏ luôn nha. Rồi hai cái càng cua nè, thêm bốn con bào ngư Hàn Quốc, một miếng vi cá to, ba cái còi sò điệp, nấm đông cô, nấm đông trùng hạ thảo. Nói chung là full topping. Mẫn ăn súp nhiều rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên Mẫn ăn thử một cái thố súp gọi là ngập tràn topping giống vậy. Xin chào cả nhà. Chào con, xin chào cô chủ. Hôm nay thì mẹ Mẫn và có pipa gà sẽ múc băng súp vật nhảy đường. Không phải, súp bào ngư. Súp bào ngư. Wow, quá đã luôn cả nhà ơi. Mẹ mama và con nghe mùi thơm luôn. Đúng rồi, con nghe mùi thơm luôn hả? Đây nha cả nhà nè. Đây nha cả nhà ơi, trong đây là có một cái di cá nè. Mà nó giờ vẫn dợi rồi, nó cũng là bể cái di cá rồi đó. Trong đây là bốn con bào ngư Hàn Quốc. Con đợi mẹ chút nha. Bốn con bào ngư Hàn Quốc nha, ba cái còi sò điệp Nhật nè, sò điệp nè, họ ba cái còi sò điệp và hai cái càng cua. Trời ơi, coi cái càng cua nè, đã cái càng cua chưa, một con bào ngư to và rất là nhiều nấm rồi này kia. Cô ca ơi, con ăn cái nào? Em con bào ngư nhỏ. Sao vậy, con ăn bào ngư lớn không? Em bào ngư lớn dạ, để dâu quá và cơm nước được. À, dài quá con không nước được, vậy giờ mẹ múc bào ngư nhỏ cho con nha. Em nghe vậy con miếng súp luôn. Ok, con miếng súp luôn. Mà không nấm. Wow. Cô ca thì không có chịu ăn nấm đông trùng đâu cả nhà ơi. Lấy ra cho nguội luôn nha. Em nghe à. Đây. Wow. Ăn. Mời cô ca. Em mong ơi. Dạ nghe. Không sao đâu, ăn xíu nó bỏ qua. Thấy không, có một miếng nấm đông trùng thôi, ảnh cũng không có chịu nữa cả nhà ơi. À, ok. Trong khi mà cái này còn nóng á thì bây giờ vẫn sẽ bỏ ngò với lại bỏ giá vô một góc nha, tại vì cô ca cũng không có ăn ngò ăn giá luôn. Đây, mình sẽ bỏ ngò bỏ giá vô. Đó, nhúng xuống đó. Giá ở đây á nha, là người ta làm là người ta làm lặt sạch từng cọng luôn á. Ngon việc. Ngon không cô ca? Ngon. Vẫn sẽ ăn súp nè. Đó, ăn ngò ăn giá. Đây. Đổ ra ngoài tù lưa hết rồi. Ây da, dạ mà. À, sao đi cả nhà? Mình sẽ ăn con bào ngư to, tên tên. Này là bào ngư Úc nha, còn cái con bào ngư nhỏ thì nó là bào ngư Hàn Quốc đó cả nhà. Ôi, sorry. Ngon cô ca. Ăn ngon. Chấm vô một ít cho nó ngon coi. Đây là cái chén nước chấm bên nhà ông Sủi. Ô, chắc con bắt đầy quá. Ok, con bắt tay đi. Em bắt tay bằng cân bào ngư này à. Con bắt tay cân bào ngư. Con gấp cũng được, con gấp con nó cũng được. Nè, cái trường quá. Gấp trường nó gấp được, bắt tay. Đây, mẹ chỉ nè, mẹ chỉ gấp này nè, con gấp ngang nó đi. Đây đây, mẹ gấp phụ. Em không biết mà có. Nè, thì bữa nay mẹ phải giúp con này, con phải cầm bằng tay phải, còn con đang cầm bằng tay trái. Đây, đó, đúng không? Đó, con gắp bằng tay phải nó dễ hơn. Đó, khi mà mua đồ súp bên đây á, thì cái thố súp rất là đẹp luôn. Nhưng mà bộ dụng cụ ăn uống thì người ta sẽ cho mình cái bộ dụng cụ ăn uống một lần.
còn mấy lần trước thì muốn mua, mấy chỗ kia thì là kiểu người ta cũng cho cái muỗng nhựa hoặc muỗng giấy á, mà không quan trọng, quan trọng là ăn ngon thôi. Súp ngon á. Đây nha cả nhà ơi, xào điệp. Bóc đi con. Được không? Đúng rồi, anh phải nhúng nước súp nữa. Rồi nó thấm đẫm rồi đó, ăn đi. Đã không? Uống miếng nước trước đi nè. Súp xếp tới là nãy là còn nóng hổi luôn nha mọi người. Hơi ồn tí xíu nha, tại vì cũng mỏng ha, đang đang lau nhẹ. Ăn ngon. Ăn đi con. Đây, mình sẽ ăn một miếng vi cá nha cả nhà. Đây. Miếng vi cá này bự lắm. Bóp đi. Vi cá được xử lý á, không có bị mùi. Mềm rồi vẫn giữ được cái độ sần sật á. Chấm chấm ăn đã quá. Đó, coi cho mẹ mượn này nha. Cô ca có ăn thêm nước súp hay gì, cô ca lấy thêm nha. Cô ca có rửa tay nha cô chú ơi. Đây, bào ngư. Này là bào ngư Úc nha cả nhà. Cái thịt nó dày. Ngon quá. Dày cuôi. Quay muỗng người vớt nó lên cho con hãy bóc. Ngon quá. Nè nè nè. Đó. Không. Nó dính tới rồi đó, con ăn đi. Ngon cả nhà ơi. Cái con bào ngư này nè, con bào ngư Úc này nè là trị giá 1 triệu. Ê nhầm. Con bào ngư Úc này nè là trị giá 850 ngàn. Riêng một cái con này thôi đó. Còn cái nồi súp này á là 1.618.000. Đúng rồi, cộng luôn con bào ngư 850 ngàn nữa. Chất lượng của anh. Thịt dày mà nó ngọt thịt. Ở bên đây là bào ngư tươi sống chứ phải đông lạnh nha cả nhà. Công nhận. Ở giờ thấp lâu, quy tắc 3 giây. Bàn sạch mà.
Mẹ mẹ, công nhận á, bào ngư đông lạnh mình ăn vẫn ngọt đúng không? Ừ. Nhưng mà ăn cái con tươi sống mà mới làm nó có cái vị nó khác biệt mẹ ha. Đúng rồi. Đúng không mẹ? Đúng rồi. Thật sự nha, bào ngư á mà đông lạnh kiểu những cái dòng cao cấp người ta đông lạnh đúng cách là người ta bắt lên người ta làm xong người ta đông lạnh luôn á cả nhà. Thì vẫn ngon nhưng mà kiểu cái tươi sống mình ăn liền nó vẫn là ở một cái đẳng cấp khác. Ở bên chỗ bán nói với Mẫn là cho thêm một miếng cái nước sốt chấm này vô nè, hòa chung ăn sẽ rất là ngon, mọi người thử. Đây. Đây. Bỏ cái nước sốt chấm cho nó đậm đà hẳn. Ngon quá. Biết sao không, tại vì ngày mai là vẫn phải đi làm cả ngày luôn. Làm từ sáng cho tới tối, nói chung là cũng mười mấy tiếng liên tục. Nên là bữa nay là sẵn tiện mình ăn cái mình dưỡng sức luôn, mình ăn lấy sức luôn ngày mai luôn. Nay cũng cuối tuần nè, cô ca được nghỉ á mọi người. Nghỉ lễ hả? Dạ. Cô ăn miếng gì cá không? Không, có ăn bằng ngư nữa không? Ăn con nữa nha, đi. Cá ăn thêm con nữa kìa. Cảm ơn rồi. Trời ơi, hôm nay con chưa ăn cơm mà con ăn hai con no là sao? Ăn cái càng cua nhỏ không? Hút cơm mà. À, dạ. Con ăn cái càng cua nhỏ không? Ăn thêm miếng nữa đi. Thôi. Dạ con. Sao vậy? Cái nơ rồi. Ăn một cái càng cua được không? Cái càng cua nhỏ. Có cái càng cua này có tí xíu à? Hút canh rồi. Hút canh hay hả? Ăn càng cua không? Không. Nhỏ xíu, đầy mẹ hút canh. Dạ rồi rồi, mấy cái đó con ăn thì con bỏ ra. Nhưng mà cái này ăn tốt thì sức khỏe lắm luôn á. Cô ca mỏng ăn nữa hả? Bác sĩ la đó nha. Mẹ vớt vô thì cứ có cái đó con bỏ ra hiểu không? Ôi, một cái càng cua to nè cả nhà ơi. Wow. Ở trong đây là hai cái càng cua nha, một cái càng cua thì nhỏ hơn và một cái càng cua bự. Quá hả? Càng cua tươi thịt ngọt. Phần này thật sự là no cả nhà ơi, no lắm. Dạ con xong rồi. Dạ con ngốc tay cô chú. Dạ con no rồi. Dạ con đi ngồi tay. Dạ con chúc cô chú ngủ ngon. Trời ơi, no quá trời luôn cả nhà ơi. Mình vẫn sẽ ăn hết cái phần rau mình đã bỏ vô nè. Cô ca nó ở. Súp rất là ngon. Cái vị ngọt. Mẹ thử miếng súp không mẹ? Nô. Mommy á, con mời mommy ăn gì mommy cũng nô hết. Đây, chỗ vi cá. Ê, sao thấy nó sắp rụng. Dạ. Tới muỗng này á thì mình nghĩ là mình nên lấy muỗng ở nhà mình ăn. Chứ cái muỗng này nó hơi khó ăn tí xíu cả nhà ơi. Đây, vi cá rồi cả nhà ơi.
cả ngày hôm nay thì mẫn làm việc, mẫn xếp hàng tùm lum hết, không chịu ăn gì hết á. Đây là cái bữa ăn đầu tiên trong ngày và có như là ngày này mẫn ăn bực cử gì thôi đó. Phần nước súp là mẫn thấy ok đỉnh nha. Nhiều bạn đã hỏi là ủa mình mua phần súp vậy sao mà mình có được luôn cái thố này không? Được nha mọi người. Đó là một cái mà Mẫn thấy là kiểu ưu điểm về cái hình thức trình bày cũng như là cái cách phục vụ ở nhà hàng. Người ta giao tới cho mình cái nhà thấy không? Từng cộng giá đều phải lập hai cái đầu giá ra. Nước chấm, ngò, đồ, các thứ đầy đủ cho mình luôn cả nguyên một cái thố này. Tùy loại, có cái thố nhỏ, thố to, tùy cái phần mình chọn ha. Mà người ta gói rất là kỹ, bao bì rất là ok. Bởi vì cả nhà thấy không, đâu phải người ta muốn lấy tiền của mình là đơn giản đâu. Giống như lần trước á, Mẫn ăn cái tô súp Mẫn nói có cái càng cua mà 250 một cái và những cái càng nhỏ nhỏ hơn xíu là 200. Là nhiều bạn mới nói là trời ơi cái càng cũng mắc quá trời này kia. Nhưng mà cái quan trọng là khi mà mình mua ở nhà hàng, người ta sẽ tốn cái bao bì người ta đựng cho mình này nọ nè. Để bán được cho mình cái càng cua với cái giá đó là người ta cũng phải phục vụ nè, miễn phí giao hàng nè, rồi tư vấn rất là lâu hoặc là rất là kỹ. Xong rồi cái bao bì đem tới cả nhà thấy không? Nên là thiệt sự luôn theo Mẫn suy nghĩ á, mình không thể nào so sánh ở một cái quán vỉa hè với lại một cái nhà hàng được. Tại vì nó không có cùng phân khúc á. Giống như ở vỉa hè sẽ là những phân khúc bình dân, giá hợp túi tiền cho nhiều người. Còn ở nhà hàng nó sẽ là phân khúc cao cấp, dành cho những ai mà người ta muốn trải nghiệm những cái món đồ ăn cao cấp, hoặc là mời khách hàng, đồ đi ngoại giao, tiệc tùng vân vân nha. Ngon quá. Ở trong đây còn cái càng cua, sẽ ăn luôn cái càng cua này. Càng này cũng bự nha, cũng phải là hai ngón tay gì đó của mình, hai ngón rưỡi đó. Ngon quá. Mình sẽ ăn thử một con bào ngư Hàn Quốc. Súp này là coi như đầy đủ các thành phần bổ dưỡng, nấm đông trùng rồi này kia được hầm từ những thành phần bổ dưỡng, súp ngon quá cả nhà. Thơm, mở cái nồi ra là thơm rồi. Đúng là khi mà mình ăn con bào ngư lớn và con bào ngư nhỏ, mình trải nghiệm mình thấy được là cái độ mềm á, con bào ngư nhỏ nó mềm hơn. Hèn gì Coca nó cứ đòi ăn bào ngư nhỏ của mình là vậy đó. Sao liệt. Ngon quá. Ở trong nồi nè, vẫn còn một ít súp, còn một con bào ngư với lại nấm đồ này kia cả nhà. Mà bây giờ Mẫn quá no, Mẫn sẽ húp hết cái chén này. Xong rồi là Mẫn tạm ngưng, Mẫn sẽ cất cái này lại. Ok, Mẫn quá no, bây giờ thì bye bye cả nhà.